cho em á, trang trí phòng tân hôn cho tụi em á, trang trí người ta là happy wedding, rồi cha em là happy picnic. Cái dán cái hình nguyên chiếc xe hơi du lịch vô, cái xong rồi tối ngủ hai vợ chồng á, đêm tân hôn mà hai vợ chồng vô ngủ, cái em gái của em 8 tuổi mở cửa ra cho em ngủ chung với các ba người ngủ chung, xong rồi tối thấy chồng em ôm em, cái em gái em mới lên cho em ôm với, rồi ba người ôm nhau ngủ luôn. Không làm gì hết. Nhưng mà không làm thôi gì. Nhưng mà cái hôm ở khách sạn là đủ rồi. Đó. Đó. Sao giờ con em đi không nổi luôn.